Sắp em ở đây Sài Gòn, kính chào cả nhà. Có một số bác hỏi em về đốc bô mà xài pin. Thì hôm nay em về được hai cái đốc bô có xài pin ha. Thì những đây là những cái con đốc mà nó có xài pin. Và kích thước của nó thì nó cũng giống như gần như giống như là con đốc các cái đông con đốc khác ha. Chiều ngang của nó là 30 nè. Đây là chiều cao của nó đây ha, là 17 ha, 17. Và chiều sâu của nó thì khoảng chiều sâu của nó khoảng 10 13 14 các bác, 13 14 ha. Rồi đây là những cái con những cái loa loa bô mà nó sử dụng, nó sản xuất tại Mexico. Cục adapter zin của nó ở đây thì adapter nó xài điện autovolt 100 đến 240 đều xài tốt ha. Con này chất âm của nó thì ngang hoặc hơn nhỉnh hơn cái con sao đốc 3 một chút xíu. Khi mà có một cái chân cắm để cắm Bluetooth hoặc là điện thoại iPhone đời 3-4 ở đây, và phía sau nó có thêm cổng có phía sau nó có thêm cái cổng 3.5 ha, 3.5 để mình kết nối với điện thoại hoặc các cái thiết bị có 3.5 phát sang. Con này khi mình xài thì mình sạc cho nó đầy xong rồi thì mình có thể xách đi ra ngoài hát thì thoải mái. Sau khi hết pin về thì cắm sạc lại ha. Và khi sử dụng thì mình nhấn ở đây. Mình nhấn ở đây thì nó sẽ đưa ra cái chân đốc ra ha. Đó. Còn nếu mà không không xài nữa, thì mình lại đẩy nó vào nha, đẩy nó vào. À, không xài nữa thì đẩy nó vào như thế này. Ha, đó, đẩy nó vào vậy. Còn nếu mà khi nào vào xài thì nhấn là nó sẽ tự xoay ra ha. Đó. Nó sẽ tự xoay ra. Rồi thì cái loa này thì kết nối với Bluetooth thì mình cắm em cắm em bán kèm sẵn Bluetooth theo ở đây. Khi mình cắm nguồn vào xong rồi mình cắm cái Bluetooth, em cắm nguồn ở đây thì nó sẽ chớp đèn xanh đèn đỏ ha. Khi đó mình mở điện thoại lên, bật Bluetooth lên. Bật Bluetooth lên. Và để cho nó dò tìm cái Bluetooth, cái bộ nhận Bluetooth có mã là eWay ha, có cái tên là eWay lên. Thì như em nói hôm trước, cái eWay này thì em bán với giá 150 ngàn không bao gồm phí ship nha. Mình sẽ chọn eWay. Nó hỏi thì ghép đôi không thì mình ok. Đó, khi mà nó ghép đôi xong thì nó sẽ phát ra cái tiếng giống vậy bác. Rồi ở đây mình sẽ phát. Thì chất âm con này á, thì tiếng bass của nó rất là chắc ha, bass chắc và nó nhỉnh hơn cả con sao đốc 3 một chút xíu. Cho nên giá nó cũng sẽ cao. Tiếng của nó chắc hơn ha, tiếng nó chắc hơn. Và đây là khiển rin ha. Rồi thì cái con màu đen này, thì giá của nó là 3 triệu, bao gồm có là cái loa, bộ Bluetooth ha và adapter zin. Nếu mà lấy cái khiển zin này thì thêm 300 ngàn giúp em. Có cái con màu trắng này thì nó đẹp hơn. Con màu trắng này thì đẹp hơn, nó có giá là 3 triệu 2 ha, 3 triệu 2. Lấy cái khiển zin này thì thêm 300 ngàn giúp em ha. Giá của nó, con màu trắng này là 3 triệu 2 và con màu đen kia là 3 triệu. Con màu đen thì nói chung cả hai con em bao mình là zin ha, zin hoàn toàn. Cái điều con màu đen này nó có mấy cái vết nhỏ nhỏ trên cái lưới thì em bớt cho mình tính 3 triệu nha, 3 triệu. Đó là cái loa sao đốc xài pin ha, xài pin. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục vào một cái loa bô khác nha. Tiếp tục là em giới thiệu đến cả nhà mình một cái loa thanh ha, loa thanh con này có mã là bô Solo 5 ha. Đây là bô Solo 5. Thì con này là hàng của bô nhưng mà được lắp ráp tại nhà máy ở Trung Quốc ha. Thì các cái đường kết nối của nó gồm có, nó có đường 3.5 vào nè, đường quang nè và đường đồng trục ha. Đó, đường quang và đường đồng trục đây. Đường quang và đường đồng trục nha các bác. Đó.
đường 3.5 ha. Đó là các cái cổng kết nối của nó. Thì em về được hai con ha, một con này là còn full thùng ha, full thùng như mới, và một con ở ngoài cũng đẹp ha. Thì cái chiều chiều dài của nó đây các bác, chiều dài của nó là 55 ha, 55. Chiều cao của nó là 7 cm ha, chiều cao 7 cm và chiều sâu của nó là 8 cm. Đó là các cái kích thước ha. Rồi bây giờ em sẽ kết nối dây và hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng. Rồi thì đây là con bô Solo 5. Thì loa bô này nó về cùng kèm với adapter zin và một cái khiển zin. Cái khiển zin của nó lớn như thế này các bác. Thì adapter của nó xài điện cũng là auto volt ha, 100 đến 240 volt. Mình không sợ cắm nhầm. Ở đây nó có các cái chế độ là TV nè ha, AUX nè ha. AUX TV cộng đồng trục ha, Bluetooth ha. Đó. Thì mình sẽ chọn Bluetooth bằng cái nút bấm ở đây, mình bấm Bluetooth. Thì nó sẽ hiện cái màu xanh ở đây ha. Đó, nó chớp đèn để tìm Bluetooth. Thì ở trên cái điện thoại mình sẽ bật Bluetooth lên. Cho nó dò tìm ha, cho nó dò tìm. Dò tìm chế độ Bluetooth thì nó sẽ dò tìm cái loa Solo 5 đó. Thì sau khi dò tìm thì nó nhìn thấy cái loa bô Solo 5 system ha, mình bấm vào đây để kết nối. Nó sẽ hỏi kết nối hay không, mình ok ha. Đó, khi mà sau khi kết nối thì nó sẽ phát ra âm thanh là nó báo hiệu là đã kết nối ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nhạc lên. Đây mình có thể chỉnh âm lượng ở trên đây ha, có thể tăng cường thêm tiếng bass ha. Bằng nhấn cái nút này thì nó sẽ tăng cường thêm tiếng bass. Nhấn cái nút bass này các bác. Đó. Và hoặc là tăng giảm âm lượng ở đây. Rồi đó, thì cái loa bô Solo 5 này ha, con này có cổng quang, mình có thể cắm từ TV xuống, có cổng AUX để cắm từ điện thoại sang, hoặc có luôn chức năng Bluetooth tích hợp ha. Loa kèm với adapter zin và khiển zin có giá là 3.500.000 đối với cái loa
đối với cái loa ở trên. Còn cái loa ở dưới mà có full hộp này thì thêm 800 ngàn giùm em nha. Đó là 4 triệu 300 ngàn. Con trong này đẹp như mới các bác. Dạ, đẹp như mới. Hàng này là hàng em ship từ Nhật về nha. Dạ, rồi. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ở bên dưới giúp em. Em ship hàng toàn quốc ha. Nếu mà chuyển khoản đủ cho em thì em bao ship. Còn đặt cọc 15% giá trị hàng, nhận hàng, thanh toán thì trả phí ship giúp em. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi cũng như đã ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.